Ôi, bầu trời tối nay thật là đẹp. Ông trời đang nấu cơm hay sao vậy các bạn? Trời đỏ đỏ luôn kìa. Chắc giờ này là nấu cháo luôn rồi. 8 giờ tối rồi mà trời còn đỏ. Và ở đây các bạn ăn cơm chưa? Chưa hả? Dạ rồi. Em ăn cơm với gì hôm nay? Ăn cơm với rau. Ăn cơm với rau hả? Canh. Ê, rau gì ngon không? Không có rau gì hết á. Nhưng mà mình chưa ăn. Em ăn ảo hả? Không, thiệt mà. Ăn rau gì? Mà thường em thích ăn rau gì? Ăn là muốn. Em biết ăn chay không? Dạ biết. Rồi một tuần em ăn chay mấy lần? Dạ chắc khoảng 2-3 lần. Thiệt không? Thiệt. Sao nhìn mặt em ác dữ vậy? Ăn chay nhiều người thấy mặt hiền lắm mà ông. Mặt ông ác ác. Nhà có giết kiến không? Hả? Giết kiến. Có chứ gì. Có giết dán không? Nhưng mà nếu mà nó vui đồ ăn là chỉ có giục thôi. À, em giục nó là nó chết rồi đó em. Ủa gì vậy? Ừ, nó nhỏ xíu em cầm em giục nó lại chết ngắt rồi. Phải, nó bể đít nó chết xịt nước ra luôn. Rồi nói chung là anh hiểu rồi. Anh sẽ quay lại với em sau. Và ở đây có hai bạn người cá mới là chính thức của chương trình tối nay. Người cá có nên ăn chay không? Đâu vô quậy vậy trời. Chương trình talk show người cá của người ta không vô không quậy. Mệt rồi hả? Đi ngủ đi, ngủ dưới nước được không? Không. Vậy mà cũng nói. Làm người cá người ta mới ngủ dưới nước được. Làm người cá luôn nha. Đúng rồi. Vậy hả? Cái đuôi đâu có. Tiêu thơm mà đâu hôi đâu. Trời ơi. Tắm nước. Người đâu đâu không mẹ. Rồi bây giờ giới thiệu với các bạn, đây là bạn người cá Anh Thư nè. Mới đến câu lạc bộ tiên cá sinh hoạt được nửa tháng rồi, mà một tuần đến có một lần à, coi như cũng có 2 ngày thôi. Ai nói với bạn? Bây giờ Tiêu Anh hỏi bạn Anh Thư, tại sao bạn Anh Thư bơi Tiêu Anh thấy là quá tốt. Bạn có biết ăn chay không? Biết. Một tuần ăn mấy lần, một tháng ăn mấy lần, một năm ăn mấy lần? Ngày ăn mấy lần? Một ngày ăn 2 lần. Ăn gì nhiều? Dạ, ăn chay nhiều. Ăn chay là ăn cái gì? Ăn chay xong rồi chét á hả? Dạ không phải. Ăn cái gì? Bữa chay. Ăn cơm chay. Ăn cơm chay với gì? Đậu hũ. Không biết luôn, không trả lời. Trả lời thật lòng nha. Thôi. Hỏi ngắn gọn thôi. Một tháng bạn ăn chay mấy lần? 2 lần. Có phải 5 lần. Bạn này lần này trả lời thiệt nè. Tôi cũng thấy là bạn nói thật. Tôi cảm nhận được. 10 lần. Một tháng em ăn chay tới 10 lần luôn hả? Trời ơi, hèn chi đẹp gái quá hả? Thường em ăn món gì vậy? Ở trên lớp bạn nó rụng tóc nhiều. Lý do rụng tóc là ăn thịt nhiều. Ăn cơm với gì? Ăn cơm với gì? Ăn cơm ở trên trường nấu cơm dở thấy bà. Trời ơi, người cá mà nói trường nấu cơm dở thấy bà. Bạn trên trường là ăn cơm dở. Sai quá sai nha. Đừng nói như vậy nha. Nói dở ẹt đi. Hay là dở tệ đi. Dùng những từ khác. Dở tệ. Ừ, dở tệ đi. Bởi vì không có rau nhiều đúng không? Không có rau nhiều. Vậy hả? Có rau nhiều, có thịt nhiều. Rồi, anh sẽ hỏi em lại sau nha. Rồi, chào người cá Khánh. Em ở nhà có ăn chay không? Có. Tháng ăn chay mấy lần à em? Tuần em ăn chay mấy lần? Tuần ăn chay 4 lần, đúng rồi, tốt á. Rồi thường em ăn mặn là em ăn cái gì? Heo, bò, gà hay là gì? Cá hả? Trời ơi giỏi vậy. À, ăn cá là tốt nhất á. Rồi một tuần mà ăn chay 4 lần thiệt luôn á hả? Giỏi quá bạn ơi. Đó các bạn người cá là học tập theo bạn Khánh được nè. Một tháng ăn chay 1 lần cũng được. Không sao. Một năm ăn chay 1 lần là có sao. Mà một tuần ăn chay 4 lần quá tuyệt vời. Rồi, chúc mừng em. Em có khả năng trở thành tiên cá sớm. Rồi bây giờ bạn này nè, phỏng vấn lại nó rõ ràng hơn nha. Hồi nãy bị bạn nam kia phân tâm quá đúng không? Rồi vậy là một tháng em ăn chay mấy lần? Có 10 lần. Em nhớ kỹ luôn một tháng em ăn chay 10 lần luôn hả? Có nhớ ăn vào ngày nào, tháng nào không? Thứ bảy chủ nhật ăn chay hả? Thường là ăn với món gì? Đậu hũ nè, rau nè, nấm nè. Rau. Em ăn với rau. Có ăn đậu không?
Vậy giờ anh hỏi mấy em thường ăn chay nhiều vậy, mấy em có biết món nào thay thế cho thịt không? Rau củ quả. Trong rau củ quả có loại nào mà nó thay thế cho thịt á? Thay cho gì? Thay cho gì vậy tiêu? Thay cho thịt. Thì trong các loại rau củ quả có cái loại nào mà mình có thể ăn thay thế cho thịt? Đố các em. Đó. Các em đuối trái chuối luôn rồi đúng không? Đúng á. Không biết luôn đúng không? Không biết. Bởi vì đó, các em tuy là ăn chay nhưng mà không có ăn chay khoa học. Là các em á biết lấy những cái dinh dưỡng ở trong đồ chay cung cấp cho cơ thể mình cho nó khỏe mạnh. Cái này là mấy em là ăn chay chỉ biết ăn chay ngẫu hứng thôi, thì nó không có khỏe mạnh bằng những người ăn chay khoa học. Nghĩa là trong cơ thể mình thiếu cái gì mình sẽ bổ sung những cái cần thiết đó. Thấy các em ăn chay mà cơ thể vẫn phát triển tốt mà đúng không? Khuyên thêm là các em khi mà ăn thịt á, mình nên ăn rau lại bù nhiều hơn. Mấy ngày ăn chay mà có ăn thịt. Đúng rồi. Không, mình có ăn thịt thì mình cũng phải ăn rau nhiều, bù lại bù để cho cái cơ thể mình nó được thanh lọc cho nó sạch, hiểu không? Các em hiểu không? Ví dụ các em ăn 100g thịt thì em phải ăn lại là gấp 5 lần nửa ký rau gì đó thì mới khỏe mạnh. Còn bạn này vô phá chương trình quá nha. Rồi, kết thúc chương trình hôm nay. Người cá nên ăn chay thì sẽ càng khỏe mạnh. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại chương trình lần sau.